Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư. Tôi là Tuấn Hoàng, chuyên gia đầu tư của VinDirect, và bên cạnh tôi đây là có anh Du, là chuyên gia giao dịch của VinDirect. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương trình Tiêu điểm thị trường diễn ra vào thứ ba hàng tuần. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm lại một chút về dòng cổ phiếu ngành ngân hàng và những cổ phiếu mà nóng nhất của thị trường tại thời điểm hiện tại. Ok, thì chương trình chúng ta sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là sẽ tập trung vào phần cơ bản, tức là những câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp, câu chuyện cơ bản của ngành, và sau đó chúng ta sẽ đi đến góc nhìn kỹ thuật từ anh Du. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ngành ngân hàng. Đây, ngành ngân hàng thì trong năm 2020, ngân hàng nước đã thực hiện cách cắt giảm là 3 lần lãi suất huy động ngắn hạn, kỳ hạn dưới 6 tháng, với tổng mức cắt giảm là khoảng 1%. Tăng trưởng tín dụng năm 2020 thì là khoảng 12%, nhưng mà điều đặc biệt rằng là chủ yếu cái tăng trưởng tín dụng là đến từ trong khoảng quý 4, mà thậm chí là đến từ tháng 12. Và mục tiêu năm 2021 sẽ tăng trưởng tiếp tục 12%. Thì cái tương lai của năm 2021 này sẽ như nào thì quan điểm của chúng tôi cho rằng là nhu cầu tín dụng sẽ bắt đầu tiếp tục phục hồi theo cái đà tăng trưởng của cuối năm 2020. Và thứ hai là NIM sẽ được khả năng được cải thiện nhờ, thứ nhất đó là cái lãi suất huy động vẫn ở mức thấp. Các gói lãi suất cho vay ưu đãi được triển khai trong dịp Covid sẽ được hết hạn. Và chính vì vậy sẽ được tăng cái lãi suất đầu ra. Và đương nhiên thì có một điểm rất lưu ý là Covid-19 đã thay đổi cấu trúc ngành rất là mạnh. Những công ty mà có cái nền tảng công nghệ tốt này và có khả năng tính người tiêu dùng hay quan tâm đến cái tính năng chuyển tiền và thanh toán nhanh chóng ấy, sẽ được ưu đãi trong giai đoạn tiếp theo. Và đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải topic trong thời gian tới. Về cái rủi ro thì chúng tôi đánh giá như này, tức là nó sẽ có một số điểm như này, tức là khi mà thông tư số 01 ấy là làm phân loại nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid thì mỗi một khách hàng chỉ được phân loại nhóm nợ trong vòng khoảng 1 năm. Chính vì vậy mà khi cái thông tư này kết thúc, tức là các gói cho vay được kết thúc, thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ trích lập và làm thu hẹp lợi nhuận của ngân hàng. Ngoài ra thì ngân hàng nước đang hoàn thiện một dự thảo thông tư mới để thay thế cái thông tư 22/2016 và thông tư 15/2018 là tổ chức tín dụng sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp để với mục đích là góp vốn mua cổ phần này. Tổ chức tín dụng này không được mua trái phiếu doanh nghiệp với tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và không được mua những tổ chức tín doanh nghiệp mà có phát sinh nợ xấu của ngân hàng đó. Thế chính vì những điều này thì những ngân hàng nào mà có cái tỷ lệ dư nợ trái phiếu khá là lớn ấy thì có thể khả năng bị giảm so với năm 2020. Theo đó thì quan điểm của cá nhân Tuấn là ngành ngân hàng sẽ có sự phân hóa rất là mạnh mẽ trong năm 2021, và việc lựa chọn cổ phiếu nào cũng cực kỳ quan trọng. Trước khi đến với phần anh Du thì Tuấn có muốn chia sẻ một chút 4 cổ phiếu mà Tuấn cảm thấy rất là ưu ái lựa chọn ở đây. Thứ nhất đó là Techcombank. Techcombank thì khi mà lựa chọn thì Tuấn luôn luôn đưa ra 3 yếu tố. Thứ nhất đó là doanh nghiệp đó có lợi thế cạnh tranh hay không, giá trị quản trị công ty như nào và định giá có rẻ hay không. Và ngoài ra thêm một cái nữa là catalyst, tức là cái động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Thì Techcombank lợi thế của họ là có hệ sinh thái khép kín cực kỳ mạnh mẽ và chi phí vốn của họ rất là thấp. CASA của Techcombank bây giờ là 46% và là cao nhất trong hệ thống ngành ngân hàng. Chất lượng tài sản cũng khá là tốt khi mà nợ xấu thấp nhất toàn ngành với là 0,47%, thấp hơn hẳn ở Vietcombank đâu đó khoảng 0,67%. Tập khách hàng của họ cũng là khá là chất lượng khi mà họ tập trung vào đi theo Vin và Masan là những công ty mà hàng đầu Việt Nam rồi. Đó, về quản trị công ty thì công ty này có văn hóa doanh nghiệp rất là tốt, rất là năng động, minh bạch. Ban lãnh đạo của anh Hùng Anh. Anh Hùng Anh là một người có tầm nhìn và có tham vọng rất là lớn. Thế thì cái tầm nhìn trong khoảng 5 năm tới của họ đó là họ sẽ tăng trưởng đến 20-25%, với tín dụng tăng trưởng 15%. Lãi ngoài dịch vụ tăng trưởng khoảng 30-35% một năm và giá vốn tiếp tục giảm nhờ họ tiếp tục đa dạng hệ sinh thái. Thế thì năm 2021 là kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của họ sẽ tăng đạt được khoảng 16.000 tỷ. Năm nay là đâu đó, tức là tăng trưởng đâu đó khoảng 25-30%.
Thì như vậy là PB forward của 2021 của họ đâu có 1,3 lần thôi và PE khoảng 7,6 lần. Quan điểm của Tuấn, cá nhân Tuấn cho rằng là Techcombank chắc chắn sẽ vượt qua công thương. Năm nay công thương là đứng số 2 toàn ngành đúng không ạ? Thì sẽ vượt qua công thương trong năm tới và sẽ vượt qua Vietcombank trong khoảng 3-5 năm tới. Chính vì vậy mà Tuấn tin rằng Techcombank sẽ được định giá lại với vị thế so sánh là PB của Vietcombank bây giờ đâu đó khoảng 3,5 lần, thì Techcombank đâu đó sẽ được định giá lại tầm như vậy. Tức là tầm nhìn rất là xa. MB, MB là một doanh nghiệp là top 3 của tất cả mọi thứ. Họ có một cái hệ sinh thái khá là ổn, cũng giữ được chân khách hàng, gồm có công ty chứng khoán này, MBS này, MB Cap, MB Sensei, công ty bảo hiểm phi nhân thọ MIC, công ty bảo hiểm nhân thọ là MB Avis. CASA của họ đứng thứ hai là 37%, chất lượng tài sản rất là tốt. Quản trị công ty này thì công ty này ngày càng năng động. Chính vì vậy mà cái định giá của công ty sẽ được tăng trở lại. Ví dụ ngày xưa định giá của họ PB lúc nào cũng loanh quanh một lần thôi, thì bây giờ Tuấn tin rằng định giá đâu đó lên khoảng 1,5 lần. Đó, thì năm 2021 này thì cái PB forward của họ đâu đó khoảng 1,02 lần thôi, và PE forward là 5,8 lần, tức là một mức định giá cực kỳ rẻ. Đúng không ạ? Đây là một ngân hàng rất là rẻ. Tiếp theo chúng ta đến với ngân hàng công thương, là một ngân hàng đang tăng trưởng, nó đang có sự tăng giá rất là mạnh mẽ trong thời gian vừa rồi, đúng không ạ? Thì họ có lợi thế cạnh tranh là họ có quy mô tổng tài sản lớn thứ hai toàn ngành, cùng với BID và Vietcombank là vượt xa các nhóm còn lại. Đó. Như vậy, tuy vậy thì điểm yếu của họ là ban lãnh đạo của họ là ban lãnh đạo nhiệm kỳ. Tức là nhiệm kỳ là tức là nào? Tức là họ là có theo kiểu chính sách nhà nước ấy. Chính vì vậy mà cái chính sách của họ sẽ không nhất quán, mà họ thiên theo kiểu đẩy mạnh lợi nhuận một năm nào đó, chứ họ sẽ không nhìn được bức tranh rất là dài hơn. Đó, thì trong dài hạn thì Tuấn cho rằng là Vietinbank đâu đó chỉ tăng trưởng được khoảng 10% một năm mà thôi, nó không quá cao. Nhưng mà định giá của họ vẫn đang khá là rẻ. PB forward của 2021 đâu khoảng 1,2 lần thôi, và PE forward 7,5 lần. Thì đó thì cũng là một cổ phiếu khá đáng là chú ý. Tuy vậy thì việc mà tăng trưởng lợi nhuận rất là mạnh mẽ trong năm nay thì đâu đó là năm tới tăng trưởng sẽ chậm lại. Tiếp theo là VPBank. VPBank là một ngân hàng tư nhân khá là hiệu quả, và họ là một ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Lợi thế cạnh tranh họ là ngân hàng bán lẻ hàng đầu với cả FE Credit, đúng không ạ? Ban lãnh đạo của họ thì rất là sẵn sàng chấp nhận rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận cao. Cái catalyst lớn nhất của VPBank năm nay đó là họ sẽ thoái vốn FE, và điều đấy sẽ khiến cho cái giá của VPBank sẽ được định giá lại một mức rất là cao. Đâu đó Tuấn nghĩ rằng có thể đâu đó khoảng 3-4 lần. Ok, đó thì một vài cái đánh giá của Tuấn về ngành ngân hàng. Thì sau đây xin mời anh Du cập nhật thêm về ngành ngân hàng và các cổ phiếu ạ. Chào mọi người. Thứ nhất là ngành ngân hàng thì luôn hot. Tại vì sao? Tại vì vốn hóa ngành ngân hàng hiện chiếm khoảng hơn 30% toàn thị trường. Thanh khoản thì cũng chiếm khoảng 30-40% toàn thị trường. Chính vì thế dòng tiền các tổ chức hay dòng tiền các nhà đầu tư lớn thì thường xoay quanh các cổ phiếu ngành ngân hàng. Trong giai đoạn 2 tuần gần đây khi thị trường giảm, chúng ta thấy là tất cả cổ phiếu đều giảm như nhau. Nếu mức giảm thì nhiều cổ phiếu giảm rất là mạnh, nhất là những cổ phiếu có tính chất đầu cơ. Nhưng mà ngành ngân hàng thì nhìn chung cái mức giảm phổ biến ở mức khoảng 20-30%. Cho thấy là những cái cổ phiếu mà có cơ bản, có dòng tiền lớn quan tâm thì cái khả năng giảm sâu nó thấp hơn là những cái cổ phiếu đầu cơ. Chúng ta thấy có rất nhiều cổ phiếu đầu cơ có mức giảm từ 30-50% trong 2 tuần qua. Đấy là thống kê của chúng tôi. Thì sau phiên giao dịch ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy rằng dòng tiền tổ chức đang quay trở lại. Bắt đầu từ phiên thứ 5, thứ 6 tuần trước, khi mà tâm lý thị trường bị bán tháo do Covid. Tính chung ra thì dòng tiền tổ chức bắt đầu mua dòng từ ngày thứ 5 vừa rồi, với mức mua dòng khoảng 900 tỷ đồng. Phiên thứ 6 vừa qua thì họ mua dòng khoảng 400 tỷ. Phiên ngày hôm qua thì khoảng 300 tỷ, và phiên ngày hôm nay thì có lẽ hơn 400 tỷ. Đến giờ này khi mà thống kê lại, chúng tôi thấy rằng rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn có mức tăng tốt tính từ phiên đáy ngày thứ 5 tuần trước, tức là mức chia lợi nhuận từ 10-15%. Điển hình như những cổ phiếu như Vingroup, Vinhome, hay những cổ phiếu ngành ngân hàng như VPBank, Công Thương, MB, rồi Vinamilk là ngành tiêu dùng. Do đó chúng tôi cho rằng cái cơ hội để thị trường tạo đáy ở vùng 1.000 điểm
đáy trung hạn đang rất là rõ nét. Tại vì khi dòng tiền tổ chức quay lại thì rõ ràng rằng cái lượng cung hàng sẽ được khóa bớt, và thứ hai là những cái áp lực về call margin sẽ được giải quyết bớt, bởi vì rất nhiều người dùng margin có áp lực bán trong những ngày qua thì có lẽ đã bán tương đối rồi. Với cái mức tăng mạnh của toàn thị trường trong phiên ngày hôm nay và đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, chúng tôi cho rằng cái cơ hội thị trường tạo đáy trung hạn ở vùng 1.000 điểm gần như chắc chắn và dòng tiền đang quay trở lại. Và thông thường sau những cái đợt mà thị trường giảm sâu thì chúng tôi thống kê lại thì tôi đều thấy rằng dòng tiền tổ chức sẽ là dòng tiền dẫn dắt thị trường đi lên, bởi vì khi thị trường bị mất niềm tin thì dòng tiền sẽ quay lại với những cổ phiếu giá trị, và chỉ có dòng tiền tổ chức mới thiết lập được vùng đáy và tạo một mặt bằng giá mới. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng chúng tôi quan tâm thì có hai ngân hàng tư nhân là Techcombank và VPBank. Dưới góc độ kỹ thuật thì nếu mà nhìn tất cả các cổ phiếu ngành ngân hàng bị giảm trong đợt vừa qua, loại trừ một số cổ phiếu nhỏ ví dụ như SHB hay là Navibank, một số cổ phiếu bị giảm hơi sâu, thì hầu hết các cổ phiếu ngân hàng thì vẫn giữ được trend trung hạn, tức là cái mức giảm của nó không quá Fibo 38.2. Ví dụ như chúng ta thấy VPBank thì nó vẫn nằm trong Fibo 38.2 đến 50%, tức là về mặt phân tích kỹ thuật thì khi một cổ phiếu tăng giá mà nó không giảm quá mức Fibo 50% thì điều đó cũng cho rằng cái cơ hội tăng giá thì chạm lại đỉnh cũ hoặc vượt đỉnh trong năm 2021 vẫn còn nguyên. Chúng ta thấy ví dụ như VPBank thì nó chỉ hơi chạm qua mức Fibo 38.2, tức là về quanh vùng giá 28, và sau đấy cổ phiếu tăng giá, ba phiên nay cổ phiếu tăng giá rất tốt. Và chúng ta thấy là tất cả những người mua trong hai phiên thứ 5, thứ 6 vừa qua đều được chia tiền, tức là cái mức lợi nhuận quanh 10%, đây là mức mà chúng tôi đánh giá là tích cực, và thường với cái mức chia tiền từ 10% trong T3 chúng tôi đánh giá đấy, những cổ phiếu này đã tạo đáy. Và những cổ phiếu này tạo đáy thì cái xác suất thị trường tạo đáy cũng tương đối cao, tại vì nó mang tính đại diện cho dòng tiền tổ chức. Ở khía cạnh kỹ thuật chúng tôi nhận thấy rằng VPBank vẫn có cơ hội để quay lại vùng giá cũ của đỉnh của tháng 1 vừa qua, tức là vùng giá khoảng 37-38, và hoàn toàn có khả năng vượt đỉnh. Với mô hình tăng giá trong trung hạn như này thì VPBank chúng tôi nghĩ rằng cái xác suất để quay lại đỉnh và vượt đỉnh là tương đối cao. Công thương cũng tương tự, công thương thì có cái mức sụt giảm mạnh hơn khi mà công thương rơi từ mức 40.000 về mức 29.000 đồng cổ phiếu trong ngày thứ 6 vừa qua, với mức giảm khoảng cũng 30%. Và nếu nhìn theo khía cạnh kỹ thuật mà nhìn sóng trung hạn, chúng ta nhận thấy rằng công thương cũng chưa bị phá vỡ mức Fibo 50%, tức là nó vẫn bảo toàn cho xu hướng tăng sau này. Và hiện tại thì sau T3 thì mức chia lợi nhuận của công thương đối với những người bắt đúng đáy của phiên ngày thứ 5, và nếu bắt sâu hơn là bắt ngày thứ 6, đều là mức trên 10%, đến mức rất tích cực. Và cũng giống như VPBank, chúng tôi nghĩ rằng công thương có nhiều cơ hội để quay lại vùng đỉnh cũ vùng 40 và thậm chí là vượt đỉnh. Tại vì các cái rating về mặt kỹ thuật vẫn rất tích cực. Trường hợp thứ ba chúng tôi đánh giá là Techcombank. Rõ ràng là Techcombank thì không giảm sâu như hai cổ phiếu như VPBank với Tech Công Thương. Techcombank thì giảm từ vùng 37.x về vùng giá quanh 30. Và nếu mà so về mức Fibo từ khi tăng giá, chúng ta thấy là Techcombank chỉ giảm về Fibo chưa đến 28, chưa đến 38.2. Tức là nếu mà ở khía cạnh kỹ thuật thì Techcombank được đánh giá cao hơn là Công Thương và VPBank. Tại vì nó cho thấy là mặc dù cổ phiếu tăng rất mạnh nhưng số người bán ra rất là ít và cổ phiếu giảm rất là ít. Và thông thường cổ phiếu nó càng ít từ đỉnh thì cái xác suất vào đỉnh nó càng cao. Nên ở khía cạnh kỹ thuật, cá nhân tôi đánh giá rằng Techcombank thì cơ hội vượt đỉnh vẫn còn nguyên và sáng hơn là VPBank và Công Thương. Tức là nếu mà ở khía cạnh kỹ thuật tôi đánh giá cao Techcombank hơn là VP và Công Thương. Cổ phiếu thứ tư là MBB, chúng ta thấy là MBB thì cũng tương tự. MBB cũng chỉ giảm về mức Fibo 38.2. Mức giảm nó cũng gần tương đương như Techcombank mà nó hơi yếu hơn một chút. Tức là nó cũng đứng giữa Techcombank và Công Thương và VPBank. Và nhìn mô hình kỹ thuật thì nó cũng xem với lại VP hay là Công Thương, tức là cái khả năng quay lại vượt đỉnh vẫn còn nguyên. Thậm chí nếu mà trong trường hợp những cổ phiếu này có yếu thì cái xác suất nó tạo hai đỉnh, tức là nó quay lại vùng đỉnh cũ rồi sau đấy nó mới giảm trở lại. Mặc dù vậy cái mức chia tiền ở trong T+3 với cổ phiếu MB thì không sự lớn. Ví dụ như những người bắt đáy ở phiên ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 6 vừa rồi thì mức chia lợi nhuận đang ở mức 7-8%. Theo tôi đánh giá thì nó chưa thực sự mạnh mẽ, bởi bản thân MB thì nó phù hợp với những người theo phong cách đầu tư, tức là những người mua giá rẻ để kiên nhẫn đầu tư trong thời gian dài để kiếm mức lợi nhuận vừa phải. Trong đấy những cổ phiếu như Công Thương hay là VPBank hay Techcombank thì cái mức độ beta nó cao hơn,
tức là có thêm dòng tiền đầu cơ của những người mà kỳ vọng cái biên lợi nhuận nó lớn hơn. Thì nhìn chung ở những nhóm cổ phiếu ngân hàng, nếu mà chúng ta nhìn thêm cổ phiếu Vietcombank là cổ phiếu đầu ngành nữa, thì rõ ràng ngay cả Vietcombank với mức giá định giá rất là cao, cao nhất trong ngành ngân hàng, thì cái mức giảm trong đợt vừa qua Vietcombank cũng chỉ giảm ở mức Fibo 38.2 và chưa chạm đến Fibo 50%. Còn thông thường thì cổ phiếu hoàn toàn có cái dư địa để giảm về Fibo 50%. Hiện tại cổ phiếu này cũng khá tích cực khi mà cái mức chia lợi nhuận trong T+3 đang ở mức khoảng 7%. Và cái cơ hội để chạm lại đỉnh cũ hay vượt đỉnh với Vietcombank thì tôi đánh giá là còn nguyên. Nên nhìn chung với nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là những cổ phiếu ngành ngân hàng lớn, ví dụ như Vietcombank, Công Thương hay là những cái ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank hay VPBank, chúng tôi đánh giá là triển vọng rất là tích cực trong ngắn hạn và trong trung hạn. Và xét ở cái khía cạnh vốn hóa và cái khả năng dẫn dắt dòng tiền, chúng tôi cho rằng nếu mà nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục tăng điểm trong thời gian từ nay đến trước Tết âm lịch thì chắc chắn rằng cái triển vọng thị trường nó sẽ bớt u ám sau những cái tuần giảm điểm vừa qua. Và chúng tôi cho rằng khi có một vài cổ phiếu ngành ngân hàng vượt đỉnh trở lại, chắc chắn rằng cái kháng cự 1.200 điểm nó sẽ dễ dàng được chinh phục hơn. Chúng tôi mong muốn rằng các nhà đầu tư nếu mà quan tâm đến khía cạnh kỹ thuật thì có thể truy cập vào phần mềm ý tưởng giao dịch ở trên bảng giá của VN-Index. Đây là mục chúng tôi phát triển dựa trên các cái rating về mặt phân tích kỹ thuật theo các cái triết lý mà đã được chúng tôi kiểm định. Thì xin mời anh Tuấn tiếp tục. Vâng, thì bây giờ Tuấn xin tổng kết lại cái buổi ngày hôm nay. Thì đầu tiên đó là theo quan điểm của anh Du, đó là vùng 1.000 điểm nhiều khả năng đã được tạo đáy xong, và cái việc mà có thể vượt 1.200 điểm hay không nó phụ thuộc vào việc là dòng ngân hàng có tiếp tục tăng giá từ giờ đến cuối năm hay không, tức là từ giờ đến trước Tết âm lịch tiếp tục tăng đều, đúng không ạ? Thì nó sẽ là nhiều khả năng sẽ là vượt đỉnh cho 1.200 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong các cổ phiếu thì đối với cả anh như anh Du vừa nói thì Techcombank là anh Du đánh giá rất là cao, đúng không ạ? Đánh giá rất là cao nhờ việc họ cái bảng giá của họ, cái mức giá của họ giảm rất là nhẹ và hồi cũng rất là tốt. Sau đó thì anh có đánh giá cao thêm là đó là MB, đó là VPBank, Công Thương. Thì MB thì nó tăng trưởng rất là chậm, và VPBank thì cái biểu đồ kỹ thuật nó đẹp hơn là Công Thương, đúng không ạ? Ở góc độ cơ bản thì cá nhân Tuấn thì đánh giá Techcombank rất là cao ở góc độ là họ có rất nhiều lợi thế cạnh tranh và họ là một ban lãnh đạo, họ có tầm nhìn rất là lớn và nhiều khả năng là theo quan điểm cơ bản thì Techcombank sẽ đánh giá lại. Ngoài ra thì các cổ phiếu khác thì tôi đánh giá MB là một ngân hàng rất là rẻ, thì cũng như giống như anh Du vừa nói, nó là sẽ là tăng trưởng rất là đều, phù hợp với người nắm giữ chung và dài hạn. VPBank này có câu chuyện trong năm nay. Thì đó là một vài quan điểm của trong buổi tiêu điểm thị trường ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong buổi tiếp theo. Tôi là Tuấn Hoàng MP, còn đây là anh Dụ. Xin chào mọi người.